Thúy Ngân bất ngờ được Dung Phạm cầu hôn. Thúy Ngân và Dung Phạm có mối quan hệ khá thân thiết. Trước khi tham gia phim chung, cả hai từng đồng hành trong nhiều chương trình truyền hình thực tế và những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật bên nhau. Chính vì thế, cặp đôi được đông đảo khán giả đẩy thuyền quyết liệt. Mới đây, Thúy Ngân đăng tải khoảnh khắc được Dung Phạm quỳ gối cầu hôn. Nữ diễn viên hài hước viết, có nên suy nghĩ lại không ta? Thực chất, đây chỉ là một phân đoạn trong bộ phim mà Dung Phạm và Thúy Ngân cùng đóng chung với nhau mà thôi phân cảnh dung phạm quỳ cối cầu hôn thúy ngân khoảnh khắc trên khiến dân tình thích thú dung phạm thúy ngân có tình bạn thân thiết trong nhiều năm qua không chỉ trong công việc ngoài cuộc sống cặp đôi này cũng cực thân phía dưới bài viết khán giả để lại nhiều bình luận hài hước như ngoài đời vậy chắc tụi em vui quá thuyền tụi em chèo mỏi tay rồi chị ơi đồng ý luôn thôi chị ơi chần chừ gì nữa chúng em duyệt nha chị xem thế nào say ít run đi thôi nào đôi này chất lượng quá ha đẩy thuyền quyết liệt luôn nha Dung Phạm cho biết rất vui và hạnh phúc khi tái hợp cùng Thúy Ngân. Anh mong lần này hai anh em có cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn. Còn với Thúy Ngân, cô cho biết hai anh đem khá thân thiết nên rất thoải mái, chỉ khó ở chỗ tính cách hai nhân vật quá khác nhau, khác hẳn với tính cách của con người mình bên ngoài. Ngân và anh Dung Phạm phải thay đổi con người mình rất nhiều. Dung Phạm, Thúy Ngân được nhân xét diễn sức ăn ý. Thúy Ngân đảm nhận vai chính trong dự án 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Chia sẻ về cảnh nóng với Dung Phạm và võ cảnh, Thúy Ngân cho biết các bạn diễn đều rất nghiêm túc và may mắn công tác quay diễn ra nhanh chóng. Với anh Dung Phạm, Ngân và anh không quá căng thẳng. Khi nghe cảnh nóng với anh võ cảnh mà Ngân với anh chưa gặp nhau, hai đứa sức căng thẳng, mong làm sao cho nhanh nhất có thể. Đạo diễn bực mí cảnh đó rất bạo liệt, may cả hai đều làm suôn sẻ, nữ diễn viên chia sẻ. Thúy Ngân cho biết bản thân áp lực và phải trải qua quá trình cát tinh để được chọn vai. Thúy Ngân được khán giả để tuyền với nhiều sao nam vi chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau nữ diễn viên chia sẻ việc phan đẩy thuyền không quyết định được tình cảm của cặp đôi mà phải giàu đối với thúy ngấn nếu yêu đương cô sẽ công khai